chào quý khán giả và quý bà con. Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay, ngày 5 tháng 5 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Trên 75 hectare cây cao su tại vùng dân tộc thiểu số đã tẻ, chờ ngày thu hoạch. Lâm Hà có gần 40 hectare cây trồng triển khai sản xuất nông nghiệp, đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp. Dân miền Tây trồng xả làm chơi ăn thiệt. Con số hôm nay nhìn lại 3 tháng dịch tả heo châu Phi vào Việt Nam. Chuyện nhà nông, câu chuyện nở rộ nghề nuôi yến ở Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, tại tỉnh Lâm Đồng, dự án trồng cao su tại Buôn Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ có diện tích trên 75 hectare được triển khai năm 2011 từ nguồn vốn 135 và 30A của chính phủ về giảm nghèo nhanh bền vững để phát triển sản xuất cho hơn 70 đồng bào dân tộc thiểu số gốc Châu Mạ. Sau 7 năm triển khai, đến nay diện tích cao su dự án này chuẩn bị thu hoạch. Hiện chính quyền huyện Đạ Tẻ thuê cán bộ kỹ thuật trong khai thác mũ cao su về hướng dẫn bà con mở miệng cây để khai thác mũ, thực hiện việc thu hoạch đồng thời gắn với các lớp đào tạo nghề để hướng dẫn, truyền đạt các kỹ thuật cạo mũ cho người dân, tăng cường tổ chức các đợt công tác dân vận về Con Ó để giúp bà con có kỹ năng phát triển và thu hoạch tốt sản phẩm. Quý vị thân mến, qua kiểm tra thực tế của ngành chức năng, dự án cao su phát triển khá tốt về chất lượng, bên cạnh giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển, còn phát huy tiềm năng của dự án trong tương lai nhằm nâng cao đời sống và diện mạo vùng dân cư tại Buôn Con Ó. Xin được chuyển đến với một thông tin từ huyện Lâm Hà. Thưa quý bà con, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho biết, đến nay trên địa bàn huyện đã có 3 đơn vị hộ gia đình triển khai sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp. Các đơn vị bao gồm 28 hectare chè của công ty cổ phần Long Đỉnh, 3 hectare quýt đường canh của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và 6,8 hectare rau của hợp tác xã Su Su Công Thành. Trong đó có 2/6 cơ sở đang được huyện khảo sát, thẩm định để phát triển chuỗi liên kết là hợp tác xã Su Su Công Thành xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt. Với năng lực thu mua 1,5 đến 2 tấn một ngày và công ty cổ phần Long Đỉnh với tổng diện tích 50 hectare thuộc 45 hộ gia đình. Ngoài ra, địa bàn Lâm Hà còn có vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Nam Hà với quy mô 353 hectare, gồm 209 nông hộ tham gia. Thưa quý bà con, khoai lang hiện đang là cây trồng cho thu nhập tương đối ổn định, đặc biệt là khi có sự liên kết với doanh nghiệp thu mua. Chính vì vậy mà từ đầu năm đến nay, bà con địa bàn huyện Đức Trọng gieo trồng hơn 208 hectare khoai lang, đạt 93,5% kế hoạch, tăng 15,5 hectare so với cùng kỳ. Diện tích trồng tiếp tục tập trung chủ yếu ở khu vực như thị trấn Liên Nghĩa, xã Phú Hội, xã Đà Loan. Trong đó có hai loại khoai lang được bà con lựa chọn nhiều nhất là khoai lang mật và khoai lang nhật. Theo bà con nông dân cho biết, đây là loại cây trồng giữ giá khá ổn định so với các loại rau màu khác, nên diện tích tăng dần cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù thời gian gần đây, giá khoai lang nhật của bà con ở một số địa phương lân cận có giảm do nguồn cung vượt cầu, nhưng giá khoai trên địa bàn huyện vẫn giữ ở mức ổn định do hầu hết các diện tích đã được bà con liên kết với doanh nghiệp theo hình thức doanh nghiệp đầu tư giống, phân bón, bà con chỉ bỏ công chăm sóc khoai. Bên cạnh đó, thời tiết tương đối thuận lợi nên hầu hết diện tích khoai phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất bình quân đạt trên 200 tạ trên 1 hectare. Liên tục chương trình, dân miền Tây trồng xả làm chơi ăn thiệt. Con số hôm nay nhìn lại 3 tháng dịch tả heo châu Phi vào Việt Nam. Chuyên mục Chuyện nhà nông, câu chuyện nở rộ nghề nuôi yến ở Lâm Đồng. Chuyển sang nội dung tin tức về tình hình mùa vụ và thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý bà con, thời gian qua, người dân ở vùng thủ phủ sầu riêng Đạ Oai đã bắt đầu vào thu hoạch sầu riêng chín bói đầu mùa. Quý vị thân mến, theo người dân địa phương, sản lượng sầu riêng chín bói đạt khoảng 10% trên tổng sản lượng sầu riêng vụ mùa năm 2019 của địa phương. Theo đó, giá sầu riêng đầu mùa năm nay cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018. Hiện tại, giá sầu riêng ghép các giống Thái Lan được thương lái thu mua tại vườn như Dona 57 đến 60.000 đồng một ký, Ri 6 38 đến 42.000 đồng một ký
và sầu riêng hạt các loại có giá từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký. Nhìn chung so với cùng kỳ năm 2018 thì giá sầu riêng đầu mùa năm nay tăng từ 4 đến 7 ngàn đồng một ký. Theo người dân, vụ thu hoạch chính sầu riêng Đạ Oai năm nay sẽ bắt đầu từ giữa tháng 5. Hiện toàn huyện Đạ Oai đang có hơn 2.700 hectare sầu riêng các loại. Năm nay, Đạ Oai có khoảng 2.000 hectare sầu riêng cho thu hoạch, với tổng sản lượng ước tính đạt trên 30.000 tấn. Quý vị và bà con thân mến, chung niềm vui được mùa, vụ đông xuân này Quảng Ngãi tiếp tục được mùa lúa. Với trên 34.000 hectare lúa đông xuân đã thu hoạch, thì năng suất bình quân đạt 60,6 tạ trên 1 hectare, bằng với năng suất của vụ đông xuân năm trước. Nếu tính 4.000 hectare lúa còn lại, hiện đang thu hoạch mà Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Quảng Ngãi cho là rất tốt, thì năng suất lúa của vụ này còn cao hơn. Trong vòng hơn nửa tháng trở lại đây, Quảng Ngãi tập trung thu hoạch lúa đông xuân. Trên nhiều cánh đồng trong tỉnh, lúa triểu hạt, sáng vàng, mới nhìn qua cũng có thể cảm nhận lúa được mùa. Những nông dân sau hơn 3 tháng từng âu lo với đầu vụ mưa dầm, rồi chuột sâu bệnh xuất hiện phá hại, phải bỏ công chăm bón, giờ vui vì có thêm một mùa vàng. Lúa nói năm nay là nói chung là đồng nào cũng đọt hết rồi nè. Cái đây là 60 bao đây mà bây giờ em mới phơi đây không biết là còn lại bao nhiêu nữa nè. Chứ nếu mà hâu vậy thì cũng còn lại được 5 mái bao. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Quảng Ngãi, vụ đông xuân này thời tiết tương đối thuận lợi. Tuy đầu vụ bão số 1 làm hàng ngàn hecta lúa bị xuống giống chậm so với lịch thời vụ. Trong vụ có trên 1.700 hecta lúa bị chuột cắn phá. Tuy vậy, Quảng Ngãi đã xuống giống được trên 38.240 hectare lúa, đạt trên 99% kế hoạch về diện tích. Quý vị thân mến, thêm một câu chuyện về mô hình sản xuất đáng chú ý. Khánh Tường này, Khánh Tường có biết nhiều về cây sả hay không? Theo Khánh Tường biết thì sả là một loại gia vị tuyệt vời trong bữa ăn hàng ngày và là vị thuốc tốt cho sức khỏe, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, giải cảm, giải độc và giảm cân nữa. Chính xác rồi đó, có nhiều công dụng tốt nên thị trường tiêu thụ sả cũng rất triển vọng. Nhưng điều đặc biệt là việc trồng cây sả cũng khá đơn giản. Chính vì thế mà được nhiều người coi đây là loại cây trồng làm chơi mà ăn thiệt. Sau đây xin mời Khánh Tường và quý vị cùng tìm hiểu về mô hình trồng cây sả tại xứ Cù Lao Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Với 3.000 m2 đất rẫy, những năm gần đây anh Nguyễn Văn Nu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, mạnh dạn chuyển đổi canh tác các loại hoa màu truyền thống sang luân phiên trồng sả trên đất rẫy cho thu nhập ổn định. Đây là loại cây cho thu hoạch liên tục nên sau hơn 3 tháng trồng, mỗi ngày anh đều có thu nhập từ vài trăm ngàn đồng. Ngập nước nó không chịu, nó bình thường thì khô chảy nước. Chảy nước rồi thì từ 3 tháng rưỡi có nhỏ rồi, không chảy nước từ 4 tháng. Tốn tiền giống bây giờ phân đâu nhẹ. Giờ trồng như cây chuyền công này tới công kia trồng hoài, nối đuôi nhổ hoài. Sả có thể thu hoạch suốt 2 tháng, mỗi ngày anh Nu cắt được 50 kg, ước năng suất khoảng 3 đến 4 tấn trên 1.000 m2. Với giá bán hiện tại từ 5 đến 6 ngàn đồng một ký, với 3.000 m2 anh Nu lợi nhuận trên 52 triệu đồng mỗi vụ. Sả thì nó cao hơn mới cực. Như bữa nào mới cái bắp mình thu hoạch cái một sả mình bán lai dai bán hoài. Tại mình mặn mình có đầu da, người ta trồng không có đầu da, lỡ mình có ế người ta không có đầu da mình thì không sợ ế. Bán hoài ở chợ luôn. Gần đây thị trường tiêu thụ cây sả khá hút hàng, giá sả có thời điểm tăng đến gần 10.000 đồng một ký. Sả ở Cù Lao này được trồng quanh năm từ 2 đến 3 vụ. Do đất trồng phù hợp nên nông dân nơi đây không cần lên luống mà cấy chai trên rẫy. Kể từ khi xuất hiện Cù Lao này, cây sả đã mang lại lợi nhuận lớn và khá ổn định cho người nông dân. Đó là lý do cây sả bén rễ và nhanh chóng gắn bó với Cù Lao này suốt nhiều năm qua. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 23, đây là số tỉnh thành dịch tả heo châu Phi xâm nhập sau 2 tháng dịch bệnh này xuất hiện ở nước ta kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2019, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Mặc dù khoảng tuần từ cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2019, dịch bệnh này có chiều hướng không lan rộng ra tỉnh khác, giá heo hơi trên thị trường đã bắt đầu tăng và người dân đã yên tâm tiêu thụ thịt heo trở lại, nhưng cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá. Theo thống kê của ngành chăn nuôi, tính đến cuối năm 2018, số hộ chăn nuôi heo của cả nước ta là 2,5 triệu hộ với tổng đàn là 13,8 triệu con. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hình thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang tập trung theo hướng an toàn sinh học rất chậm là yếu tố khiến ngành chăn nuôi nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức với vấn đề kiểm soát dịch bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, tai xanh và mới đây là dịch tả heo châu Phi.
Thưa quý bà con, thực tế một bài học không thể không nhắc đến, đó là thời gian qua, dù có một số trang trại lớn bị dịch, song cũng có những trang trại nằm ngay sát ổ dịch hay bị dịch bao vây nhiều tháng qua, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn bình yên. Chứng minh nếu tuân thủ cao nhất an toàn sinh học và vệ sinh thú y, vẫn có thể chung sống an toàn với dịch tả heo châu Phi. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý giá giúp ngành chăn nuôi có kinh nghiệm hơn trong việc tiếp tục nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn chăn nuôi. Quý vị và quý bà con thân mến, quý vị đang theo dõi 365 ngày chuyển động, chương trình thông tin tổng hợp chuyên về nông nghiệp. Và nội dung tiếp theo, xin mời quý vị và quý bà con cùng đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, trong khoảng 2 năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chuyển sang một loại hình kinh tế mới, đó là nghề nuôi chim yến. Đi tới nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng như các huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Cát Tiên, thành phố Bảo Lộc đều thấy có những ngôi nhà cao, hình dáng khá kỳ dị, xây dựng lên để dụ chim yến bay về làm tổ. Nhưng nơi được coi là rốn của loài chim yến chính là thị trấn Madagui của huyện Đạ Oai. Trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một phản ánh của chương trình về câu chuyện này. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đạ Oai có khoảng 86 nhà nuôi yến. Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Võ ở thị trấn Madagui là gia đình đầu tiên bén duyên với nghề nuôi yến từ năm 2012 ở vùng cửa ngõ Đạ Oai. Với 300m2 diện tích mặt sàn đang cho thu khoảng 10kg trên một tháng trên tổng số 800m2 nhà nuôi và giá bán từ 22 đến 35 triệu đồng một ký tùy loại. Nghề nuôi yến đã và đang mang lại nguồn thu nhập đáng mơ ước cho gia đình anh. Ở đây là đang phát triển cái ngành này rất là lớn mạnh. Hầu như là các nhà nào cũng là đều là thành công khoảng 90%. Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm cũng là một trong những địa phương phát triển nhanh nghề chăn nuôi thu tiền tỷ này. Tính riêng trên địa bàn xã Lộc Thành, Bảo Lâm đã có hơn 20 hộ nuôi chim yến. Cũng là một trong những hộ gia đình đầu tiên nuôi yến ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Cơ sở yến sào Thảo Loan mỗi tháng thu từ 5 đến 6 ký yến thô và dĩ nhiên cung không đủ cầu khi xu hướng sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe ngày càng tăng cao. Mình cũng muốn đi vào cái nghề này, cũng có là một người bạn đi trước đó một thời gian. Thì mình đi tham quan thì cảm thấy là nó rất thuận lợi và cái kinh tế của về vấn đề con chim yến này thì sẽ là một cái nền kinh tế là cũng như tương lai nhất. Thực tế thì mình xây ngôi nhà yến thì cứ mọi người cứ nghĩ là rằng là coi như có tiền tỷ lên mới xây được ngôi nhà yến, nhưng mà thực chất là không phải như vậy. Có 500-700 mình cũng có thể xây được ngôi nhà yến, hoặc là 1 tỷ mình cũng xây được, 2 tỷ mình xây cũng được. Nhưng mà mọi người tức là chưa tìm hiểu sâu vào nó thì mọi người rất sợ đến về cái vấn đề thất bại. Không chỉ người dân địa phương tìm tòi, học hỏi để xây nhà dụ nuôi chim yến, mà nhiều người đầu tư từ các tỉnh thành khác cũng lựa chọn Đạ Oai để nuôi yến. Nhà nuôi yến này của ông Ngô Văn Ngôn hoạt động từ năm 2016 ở thôn 5, xã Madagui là một ví dụ điển hình. Với kinh nghiệm nuôi yến nhiều năm ở nhiều địa phương khác nhau, ông Ngôn còn hỗ trợ lắp đặt và tư vấn kỹ thuật cho người dân với giá 1,2 triệu đồng một mét vuông. Hiện tại ở vùng Đạ Oai này hiện tại là cây điều nó nhiều. Trên cái bông điều đó cũng là rất là côn trùng rất là nhiều. Rồi nhưng cộng lại có thể là những điều nè, cao su nè, những cái loại những loại cây mà có bông, cây bạch đàn cũng có bông, cũng bông thì khiến cái bông là côn trùng nó nhiều hơn. Nó nhiều thì nó đầu là chỗ dùng đó thì nuôi yến nó tốt hơn. Trên thực tế, giá yến thương phẩm thô khoảng từ 35 đến 40 triệu đồng một ký. Nếu qua sơ chế, giá thành sẽ cao hơn nhiều, bình quân 80 tổ yến được một ký yến thô. Việc nuôi chim yến chỉ mới tự phát, chính quyền và ngành chức năng ở địa phương vẫn chưa có phương án quản lý, quy hoạch vùng nuôi cụ thể. Do đó, câu chuyện phát triển kinh tế bền vững nhờ nuôi yến vẫn còn bỏ ngỏ. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin về cho chương trình, vui lòng gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com. hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.